Zero. Mày nói gì đấy? À ông cháu ơi, giới thiệu với ông cháu, thằng này nó là vừa ở bên California mới về. À nước ngoài đúng không? Thằng này tên là Tôm. Tôm. Nó bảo là nó muốn cắt kiểu đầu môi cần chéo. À. Đuôi không hoàng phi hồng. À, không để đuôi chú. Nó bảo lên cả cả, nó bảo là ông cháu đeo khẩu trang mà. Mồm cháu nói đâu ông chú kìa. Mà bên nước ngoài của nó cắt tóc là phải đeo khẩu trang. Ông cháu gì á? Ông chú nó lên cháu đeo luôn. Ok ok. Na, ok. Ok, mafia mafia Anh Quốc nha. Nào. Ok, nó nhất trí rồi. Ok à, ông chú ơi. Đeo khẩu trang vào giữ vệ sinh rồi. Rồi ngủ. Dậy đi ông em ơi. Ông chú ơi. Sao ấy? Cháu gọi là ngày không dậy à? À thằng này ngậm mũi giờ. Đây chú. Chú gọi là cháu ạ. Wake up. Very good, very good. Nó bảo là kiểu này đầu này ông cháu cắt đẹp quá. Đẳng cấp thế giới luôn ông cháu ạ. À. Nó bo cho ông cháu có tiền chú? 500.000. Ôi ở đây hết có 100.000 thôi chú ơi. Nhưng mà nó tây, nó cắt nó chỉ cần đẹp thôi, nó chứ tiền nào không quan trọng, cầm lấy 500 về đi. Very good. Very good. Very good. Về đây. Về đây. Về đây.